Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ quay và báo giá test cho anh em mình là cùng mỗi cặp loa toàn giải của Fortest ha. Model là SE203 nha. Cặp này là cặp em mới về em ha. Cặp mới về, cặp này rất là đẹp luôn nha. Và em sẽ test cho anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc trước nha. Và sau đó thì em sẽ quay chi tiết và báo giá cho anh em mình nha. Em đang test một loa này anh em nha. Chỉ test một loa thôi. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng? Nhà tôi đơn côi, cho cam quá là ngọt ngào luôn anh em ạ. Còn giải thì vẫn có một cái cho cam gì đó rất là đặc trưng nha, và cặp này thêm về còn rất là đẹp ở đây nha. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Rồi ok, em test cho anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc ngắn nha. Thì những cặp loa toàn giải Fortest như thế này thì chắc em nó quá là hay rồi anh em ạ nha. Và em sưu tầm cặp này là cặp em mới về và nó cũng rất là đẹp luôn. Thì em quay em giới thiệu cho anh em mình nha. Đây là một cặp loa toàn giải phiểu của Fortest có đường kính là 2 tấc anh em nha, 2 tấc. Và cặp này thì màn đẹp ha, màn đẹp, phiểu đẹp luôn anh em ạ nha. Không có bị cấn mớp hay là lủng rách gì ha. Nói chung là cặp này nhìn rất là tuyệt vời luôn nha. Loa 2 tấc ha, toàn giải phiểu Fortest. Và đây là bộ phận phía bên trong con loa ha, con là con nguyên bản nguyên zin và sạch đẹp cho anh em mình nha. Anh em mình thấy đây ha, con loa nguyên bản ha, nguyên bản và sạch đẹp. Và đây là bộ phận cũ loa nha. Thì anh em mình chơi loa lâu năm rồi thì anh em mình rất thích là nghe những cái cặp loa toàn giải như thế này anh em nha. Chất âm của nó thì nó có một cái điều rất là đặc trưng và những cặp loa khác nó không có được anh em ạ nha. Loa toàn giải thì nói chung nghe nhạc vàng thì cực kỳ hay rồi nha. Và cặp này là cặp Fortest ha, có model là SE ha, SE203 full range nha. Con này chợt kháng là 8 ohm ha và công suất là 30W ha, hàng Fortest xà băng xịn sò anh em nha. Đây anh em ha, tổng thể về cặp loa đây, nó rất là đẹp nha, xương loa ha và cũ loa. Nói chung là còn rất là mới và đẹp cho anh em mình cặp này luôn ha. Mới sưu tầm về được cặp này nhìn rất là ưng ý anh em ạ nha, phiểu rất là đẹp ha. Đó, phiểu rất là đẹp luôn, loa 2 tấc nha. Thì anh em mình đang cần tìm những cặp loa toàn giải phiểu chất lượng ha để về anh em mình nghe nhạc vàng thì mình liên hệ cho em nha. Đây là một cặp loa toàn giải phiểu Fortest SE203. Cặp này thì giá là 6 triệu đồng anh em nha. Cặp này giá là 6 triệu đồng. Đó. Rất là đẹp cho một cặp loa toàn giải nha. Anh em mà đang cần tìm một cặp loa toàn giải về để mà mình chơi ván hở nè, hoặc là mình lên thùng hoặc có sẵn thùng loa gì đó thì mình có thể lựa chọn về để mà mình lắp vào thì chơi rất là tuyệt vời luôn. Và những cặp này thì anh em mình có những combo công suất nhỏ thôi mà tiếng hay, ghép cũng đều rất là tuyệt vời nha, không cần những combo công suất lớn anh em ha. Và những cặp loa toàn giải của Fortest như thế này thì nó hoàn toàn không có kén amply anh em. Anh em mình có những combo tiếng hay ghép là tuyệt vời rồi ha. Rất là dễ phối ghép luôn. Đối với những dòng loa toàn giải như thế này cực kỳ là dễ phối ghép nha. Rồi, cặp này là đẹp nhất ha, giá là 6 triệu, loa 2 tấc ha, toàn giải Fortest model là SE203. Rồi ha, đó. Con là nguyên bản nguyên zin và hạt tốt hết cho anh em mình nha. Ở phía bên trong này thì nó sẽ có hàng rẻ hơn, anh em mình đang cần tìm hàng rẻ hơn thì mình chơi nha. Đây cũng là một cặp Fortest luôn ha, cặp Fortest. Đây là cặp Fortest có model là SE204 ha, 204. Thì cặp này thì cũng là loa 2 tấc ha, loa 2 tấc. Và con này thì phiểu ha, phiểu cũng khá là đẹp nha, khá là đẹp. Đó, anh em mình thấy đây. Và con này thì có một bên màn nó hơi nhăn ha, đây em quay cận cảnh ha, cái chỗ này nó hơi nhăn một tí xíu anh em nha, hơi nhăn một tí xíu ha. Nói chung là hát tốt không ảnh hưởng gì ha, thì em đang quay rất là rõ cho anh em mình xem đây. Đó, cái màn chỗ này nè, có hơi nhăn với cái phiểu hơi nhăn nhẹ một tí xíu ha, anh em có thể xem. Đó, đây anh em ha, tổng thể đây, anh em cùng xem qua nha. Chỉ bên đây thì khá là đẹp ha, khá là đẹp. Đó, có cái bên đây đã hơi nhăn nhẹ cái màn tí xíu xíu chỗ này thôi. Đó. Rồi, tổng thể là như vậy ha. Còn con loa đây, em sẽ quay con luôn cho anh em mình cùng xem ha. Và phía bên trong đây là bộ phận con loa ha. Con là con nguyên zin rồi ha. Con là con nguyên zin cho anh em mình rồi. Đó, anh em mình yên tâm. Tiếng cũng cực kỳ hay, hoạt động tốt nha. Cặp này hoạt động tốt, không ảnh hưởng gì ha. Thì cặp này giá là 4 triệu rưỡi thôi ha. Cặp này giá là 4 triệu rưỡi thôi. Đó, rẻ hơn 1 triệu rưỡi luôn anh em nha. Đó, rẻ hơn 1 triệu rưỡi luôn, hơi nhăn một tí xíu thôi ha. Giá là 4 triệu 500 ngàn cặp này. Nói chung là hàng cũ đã qua sử dụng như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều giá nha. Trên lệch nhau một vài trăm ngàn, một vài triệu là chuyện bình thường. Quan trọng là chất lượng hàng như thế nào thôi. Và như là cái cặp này ha, như cặp này nếu mà em quay xa một tí ha, em quay xa một tí mà không báo thì anh em mình sẽ không biết được đâu nha, không biết được đâu.
nhưng mà đôi khi thì em báo rất là rõ ràng và giá tiền thì luôn công khai cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng nha. Nếu như mà cặp này mà em chỉ bán 4,5 triệu mà em không báo nó nhanh á thì anh em mình ai cũng nghĩ sẽ rất là rẻ ha, nó bán cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà thật sự không phải anh em nha, tiền nào của đó thôi ha. Đó. Rồi 4,5 triệu cặp này nói chung là em đã test hát tốt rồi, bình thường ha, hát ok ngon lành hết, anh em mua về thì chỉ việc chơi thôi. Và đây là một cái cặp loa toàn giải Photest tiếp theo nha. Đó. Photest tiếp theo con này thì cũng là full RAN luôn ha, full RAN luôn. Con này là 1/6 anh em nha, 1/6 cũng là hàng Photest ra băng xịn ha. Và con này thì loa 1/6 nhưng mà cấu hình cũ của nó cũng tương đương với cũ 2 tấc luôn anh em ạ nha. Đó. Loa 1/6 mà cũ tương đương cũ 2 tấc luôn. Rồi và đây là bộ phận màn loa nha, màn loa thì cũng rất là đẹp ha. Con này đời này sử dụng là nón nhôm nha, nón nhôm ha. À, nó không sử dụng phễu mà sử dụng nón nhôm, thì toàn giải có đôi khi thì người ta Photest họ hay làm một là nón nhôm, hai là phễu như vậy đó anh em, khá là nhiều nha. À, nhưng mà cặp này cũng là toàn giải anh em nha, toàn giải ha, full RAN, hát bass trong chéo trên một loa này luôn ha. Và con này mặt tiền thì còn rất là đẹp ha, rất là đẹp. Giá thì cặp này siêu tốt luôn. Cặp này loa 1/6 nha. Loa 1/6. Giá cặp này là 2,6 triệu ha, 2,6 triệu cặp này anh em nha, nó full RAN nha, full RAN. Đó, toàn giải anh em nha. À, màu đen là UV163 ha, loa 1/6. Đó. Rồi, cặp này là 2,6 triệu ha, 2,6 triệu, loa toàn giải 1/6 nha. Em quay con luôn cho anh em mình xem nè. Con này loa 1/6 thôi mà con nó khá là to đây mà nha. Đây. Loa 1/6 thôi mà con nó khá là to. Loa nguyên zin nha, loa nguyên zin, nhận sạch đẹp hết cho anh em mình nha. Đó. Tàu giải phiệt à, xin lỗi anh em mình, tàu giải nón nhôm ha, tàu giải nón nhôm 1/6 ha, hai giá là 2,6 triệu nè. Cặp này nhỏ nhỏ mà cầm nặng lắm anh em, cầm cực kỳ nặng luôn, cũ to như cũ lo 2 tấc kia mà xương là xương gan đốt nữa ha. Rồi cặp này là 4,5 triệu ha, cặp này 4,5 triệu lo tàu giải Photest ha, 2 tấc phiểu. Rồi cặp đó là 4,5 triệu và cặp này là đẹp nhất ha, cặp này là cặp em mới về, cặp này giá là 6 triệu đồng nha. Anh em mình có nhu cầu thì mình liên hệ sớm cho em ha, 6 triệu đồng cặp này. Rồi và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.